Xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi tin tức mạng P-Network hôm nay. P-Network chuẩn bị khai sinh đồng tiền, những tỷ phú sắp xuất hiện. Chuẩn bị khai sinh đồng tiền chung, P-Network đang chuẩn bị ra mắt một loại tiền kỹ thuật số toàn cầu với mục tiêu tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong xã hội. Mục tiêu là vào năm 2024 sẽ chính thức mở mạng chính, đánh dấu một bước tiến quan trọng sau 5 năm phát triển. Thách thức và thời điểm, việc ra mắt và phát triển của Pi phụ thuộc vào độ trưởng thành của mạng lưới và các yếu tố bên ngoài như ổn định chính trị và kinh tế. Dù có nhiều thách thức, mục tiêu chung là mở mạng chính vào năm 2024 vẫn được đặt ra. Cộng đồng và tạo thị trường, Pi đã được chấp nhận ở 155 quốc gia, cho phép trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Sự thành công của dự án phụ thuộc vào một cộng đồng mạnh mẽ và sự phát triển của hệ sinh thái, nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tin và sự kiên nhẫn của người dùng. Tiến hóa kinh tế và vai trò của Pi, lịch sử chiếm lĩnh thị trường đã tiến hóa từ việc chinh phục bằng vũ lực sang hợp tác đầu tư. Pi đại diện cho giai đoạn mới, sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một thị trường phi tập trung, do cộng đồng điều hành, có khả năng thay đổi cách lưu trữ và phân phối tài sản toàn cầu. Triển vọng tương lai và sự chấp nhận, việc Pi được chấp nhận và thành công có thể dẫn đến sự giàu có cho người dùng. Khi Pi trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi, nó có thể vượt qua giá trị của tiền fiat truyền thống, thúc đẩy một mô hình kinh tế mới dựa trên tài sản kỹ thuật số.